Không thể phủ nhận chuyện hội tiết tô cơ ghen dét ngày càng nhận về nhiều sự chú ý, những cái tên như Chao, Hải Ninh Nguyễn, Khải Cà Khịa, Nhật Minh, đã trở nên thân quen với dân mạng. Bằng sự sáng tạo của mình, mỗi tiết tô cơ này lại có một xì tài khác nhau nhưng cũng không tránh khỏi vài pha giống nhau nhẹ nhẹ. Tình huống khiến netizen quan tâm gần đây là Pun, Phun Pun Sơ, và Chao, Winocha. Pun, trái, và Chao, phải. Trên tiktok. Cả hai cô nàng này đều nhận được nhiều sự yêu quý từ dân mạng, nếu như Phung có gần 600 ca lượt theo dõi thì con số này của Chao là 1,3 triệu. Cả hai cũng có những nét tương đồng như vẻ ngoài xinh xắn, giọng nói dễ thương, si tài nữ tính và cùng làm rất nhiều daily vlog. Ngoài ra ở mỗi clip, cả Phung và Chao đều bắt đầu bằng câu có cấu trúc giống nhau, hello mọi người, tên của tớ là Phung, và hello mọi người, lại là Chao đây, khiến nhiều người không khỏi nhầm lẫn. Daily vlog của Pung. và đây là của chao với sự giống nhau này nhiều người đã để lại bình luận cho rằng cung bắt chước nhái theo chao hoặc là chị em họ hàng với chao đệ tử của chao à chị em ruột với chao à có họ hàng gì với chao không thế nghe cứ tưởng hello mọi người mình là chao đây cung trả lời một số bình luận của dân mạng Tuy nhiên cũng nhiều người nhận ra khẳng định đã biết đến cung từ rất lâu, xì si tai của cô bạn này là như vậy chứ không hề học theo ai. Người ta làm clip như vậy hai năm trời, chao mới nổi mà đi đâu cũng kêu giống chao là sao? Chị này làm TikTok trước chao đấy mọi người ơi. Clip dạng này cũng có từ lâu rồi. Chị cung nói chuyện vậy từ đó đến giờ, coi mỗi bên chao xong kêu cung giống chao, bắt chước chao. Không ai thích so sánh đâu mọi người. Trước sự việc này, Phun đã làm clip đáp trả. Trong đoạn clip, Hung vừa trồng cây bạc hà vừa nói chuyện bị bắt trước trao, trích kích 2K3 đình đám. Cô bạn chia sẻ, dạo này có rất nhiều comment bảo mình đang bắt trước bạn trao. Mình đã làm video thế này được gần 2 năm rồi nên mình mong mọi người đừng comment bảo mình bắt trước nữa. Mình đã cố lơ đi rất nhiều lần nhưng mà thật sự nó rất khó chịu đó mọi người. Clip lên tiếng của Pung Trước đó trong một lần trả lời phỏng vấn, Phun cũng không ngại chia sẻ về chuyện này, bản thân mình làm Daily Vlog cũng được một khoảng thời gian khá dài rồi nhưng khi đọc được những bình luận ném đá như thế mình vẫn bất ngờ lắm. Có thể vì mình và Chao đều là người miền Bắc nên giọng bọn mình hơi giống nhau khiến mọi người hiểu lầm. Nhưng rõ ràng nọ y dung mà mình và Chao hư nờ dề đến là hoàn toàn khác nhau mà. Cho những ai chưa biết, Phun có niềm đam mê với váy Lolita bồng bềnh đầy nữ tính có chiếc lên đến vài chục triệu. Vì vậy mà các clip của Phùng đều tập trung vào nội dung này, hoàn toàn khác với kiểu Big City Girl thường thấy ở châu. Phùng. Nguồn: Tổng hợp